Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia chương trình góp nhận 35 tập cần có hiệu là IAGA khoảng 12 đô đã lý sàn rồi bạn. Tham gia giá hôm nay mình liên phần liên mô tả tại con start chatbot rồi bạn. Trên thông tin của dự án này thì nó đã lý sàn rồi nhưng mình chưa có chat nha bạn. Bạn bấm start nha bạn. Sao đứng máy ta? Rồi các bạn join chào ai góp nha bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào Telegram kênh group nha bạn. Follow firm. Các bạn join vào nhóm chat nè một nè. Các bạn mới up lên nè. Các bạn join vào kênh group nè. Rồi tới Twitter thì các bạn follow, like và tweet pinbot nè bạn. Các bạn chờ chút xíu nha bạn. Wow, sao lâu quá ta. Rồi các bạn theo dõi nè các bạn. À, tập cần này đã list lên Uniswap rồi các bạn. Các bạn like và tweet nè các bạn. Các bạn test lại nè. Mình các bạn chờ chút xíu mình lấy cái ảnh này mình làm đại diện các bạn. Rồi các bạn mới đáp lên các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn retweet bot nè các bạn. Nhấp vào đây nha các bạn. Rồi bấm đăng test nha các bạn. Form thì các bạn vào đây follow Twitter account của nó cái nữa các bạn. Con này nó tới hai kênh Twitter đó các bạn. Thì các bạn cũng tweet nó cái đi bạn. Nó cùng chung cùng ai góp này nè các bạn. Rồi các bạn like cũng tweet mà đại những cái đi bạn. Rồi các bạn mới đáp lên các bạn. Rồi các bạn nhấp vào hình usual các bạn bấm vào reset nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn lướt trang nha các bạn. Cái bút phi các bạn dịch cái dòng này ở cho màu đen quá ta. À, cái thánh giá các bạn. Bức ảnh màu đen này cái thánh giá này. Rồi sai rồi. Để mình cấp trang lại các bạn. Rồi các bạn nhấp vào cái hình chú trắng này các bạn. Các bạn dịch cái từ ngữ này ra các bạn. Từ ngữ này là xe hơi nè các bạn. Podcast là xe hơi nha các bạn. Thì các bạn chọn vào hình ảnh xe hơi. Đúng rồi các bạn. Thấy không? Rồi bấm bấm vào menu nha các bạn. Ê chết bà. Lộn mình điện email chứ. Rồi bạn join vào gấp làm lại các bạn ơi. Chị sơ lướt cấp tra lại các bạn ơi. Ác thiệt. Rồi xe hơi lại các bạn. Rồi các bạn điện địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ e thác với chocolate master wallet các bạn copy địa chỉ e thác của mình hoặc metamask các bạn. Bạn nào chưa không biết tao ví thì vào kênh YouTube của mình có đẩy những video hướng dẫn tao ví multi cho các bạn hay góp các bạn. Rồi, các bạn copy địa chỉ e thác mình nha bạn. Vào gần Tết năm nào giá những cái đồng coin tăng khá là tăng các bạn. Qua Tết thì nó tuột lại. Các bạn gỡ bot nữa mà. Tiếp tục thì các bạn gỡ lại đường link Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn vào Twitter các bạn copy đường link mình mà. Vì mình đã gỡ đường link bên Zalo rồi. Các bạn gỡ theo quên nha các bạn. Tiếp tục là một cái link du cái link tài quyết tên các bạn là cái bài nào ta. Là bài dự án này các bạn. Các bạn like nè các bạn. Dẫn với tài quyết đi các bạn. Công y gì. Rồi các bạn tài quyết là username đó các bạn. Đã quên khớp hơi khắc tan rồi các bạn bắt đắp lại các bạn. Bạn nhập vào bài bệnh bên cùng trên cùng nữa bạn. Bạn nhập vào hồ sơ nè. Nhập vào tao quyết trả lời nè các bạn.
Rồi bạn chia sẻ cái bài tài quyết này nha bạn. Các bạn sẽ chết đến thua nè, thủ tơ nè. Rồi các bạn gọi là cho bot nha bạn. Rồi bấm bấm I heal non nha bạn. Submit Telegram. Rồi bấm bấm I heal. Rồi đây thì link ghép của tụi mình hoàn thành các bạn. Đây là link ghép của mình. Mình các bạn link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tốc cần các bạn. Vậy video này cũng kết thúc. Các bạn bấm vào min balance nha các bạn. Mình đã nhận 75 tốc cần. Vậy video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.